Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ hôm trước tôi đã làm cái video về cẩu tướng Pháp, về cái cách mà ông cha mình đã chọn chó khôn trong hàng trăm năm qua như thế nào. Kinh nghiệm từ rất là nhiều người, từ những người chọn chó để nuôi, những người chọn để giữ nhà, những người chọn để làm bạn, những người chọn để làm chó săn, vân vân. Và cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, những cái câu bình luận rất hay, cũng có những câu bình luận rất dở, cũng có những người chửi bới bậy bạ ở trên đó. Thì tôi đã nói nhiều rồi, đây là kinh nghiệm sống của hàng trăm năm cha ông mình đúc góp lại, cho nên là ai thấy cái gì đấy hay chúng ta bổ sung vào, còn ai thấy thích chửi bới thì đi chỗ khác chửi bới. Bởi vì sao? Bởi vì trên kênh của tôi không chấp nhận bất kỳ ai chửi bới làm ô nhiễm trên cái kênh cả. Cái kênh của tôi là kênh sạch để có thể cho các cái cháu vào xem để học hỏi, chứ không phải kênh để các bạn vào các bạn chửi bới. Thích chửi bới thì đi chỗ khác chửi, còn chửi trên kênh của tôi là mất tác dụng, vì tôi sẽ vô hiệu hóa những cái việc mà các bạn chửi bậy. Bây giờ tôi sẽ làm tập 2 để chúng ta tiếp tục chia sẻ. Về trong tập 1 có một số điều tôi nói bị thiếu và có những cái tôi đã nói ở những cái video khác nhưng mà lại không có trong tập 1. Có những cái thì các bạn bình luận rất là hay trên đó, tôi sẽ đọc ở cái tập 2 này để chúng ta cùng tiếp tục xem nhé. Đây, hôm trước tôi có nói với một số người về cái việc mà chọn con chó mà chó săn ấy, thì người ta chọn là gì, gọi là mặt bánh chưng, lưng bánh đòn, chân hùm gót đạn, cặc bánh lái, dái lồng bàn, mũi ướt, đuôi vót cần câu. Đó, thì những cái, tại sao người ta chọn như vậy? Bởi vì những con mà mặt bánh chưng, lưng bánh đòn, mặt bánh chưng ấy, là những con rất là hung dữ, và đồng thời những con như thế thì mõm nó rất to, và mõm to thì lực đớp của nó rất là mạnh. Mực đớp của mạnh, ví dụ như lực đớp của cái con này ấy, thì hoặc là chúng ta thấy như con Pitbull ấy, chó Pitbull nó cũng là chó săn. Pitbull thì cái lực đớp của nó rất là mạnh, nó hình như là 140 kg cho lực đớp. Thì nhưng lực đớp rất mạnh, cho nên chúng ta thấy ví dụ như con Misa này, nó săn rất là tốt. Cọp 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 ấy, cọp ra đây cọp. Nếu con cọp này thì nó mặt nó to, cho nên là cái lực đớp của nó rất mạnh. Khi mà đớp con chuột cái chỉ nghe cái sụt thôi, chuột không có kêu. Hầu như tất cả những con chuột mà nó đớp phải là chuột không có cơ hội kêu. Đó, thì tại sao các thợ săn người ta thích những cái con mõm to, mà những cái bác thợ săn chó Phú Quốc ở trên đảo người ta chọn chẳng hạn, thì là người ta gọi là mõm cọp ấy. Còn những cái con mà mõm nhỏ này thì người ta gọi là mõm chồn. Thì những cái con mõm chồn này thì nó săn rất tốt, nhưng mà những con thú lớn thì nó sẽ vất vả. Để nó bắt được một con thú lớn thì nó sẽ vất vả hơn nhiều những cái con mà mõm cọp. À, thì tôi giải thích thêm cho nó kỹ thêm là tại sao các bác lại chọn như thế, là nó có lý do của nó như vậy. Thế còn khi mà người ta nói là chọn con chó khôn, mà người ta ngoài những cái hôm trước tôi đã nói ra, thì để tôi lùi cái xe ra tí. Ngoài những cái mà hôm trước tôi đã nói ra thì người ta còn chọn chó khi những cái con chó mà chó nhỏ ấy, mà hay nằm ngủ mà nó cứ giơ bốn chân lên trời, nằm giả chết ấy. Thì đấy, người ta cũng cho là đó là những cái con chó khôn. Nó hay là tôi có một số video tôi quay về tứ túc hoa mai, thạch sùng bám cổ. Nhưng mà tôi lại không có nói ở cái video ở tập 1. Thì cái tứ túc hoa mai ấy, thạch sùng bám cổ ấy, thì dân mà chơi chó dog show thì người ta không thích chó đó. Nhưng mà dân kinh doanh thì người ta rất là thích, vì người ta cho rằng những con chó như vậy là đem đến may mắn cho gia chủ. Đó, thì mấy cái buổi cái tập 1 hôm trước tôi nói thì còn thiếu tôi nói tiếp mà vì đang nói gì dắt con cọp con lên, cho nên là tôi sẽ nói tiếp về cái việc mà tứ túc hoa mai thạch trùng bám cổ là như vậy. Xong đó thì còn một cái nữa là người ta chọn chó màu đen. Màu đen thì có một số người, theo rất nhiều người cho rằng là nó có thể trừ được tà ma. Đó, thậm chí có người ta còn lấy máu của chó đen, người ta xin một tí máu về người ta trừ tà nữa. Thì cái hiệu quả của nó đến đâu thì không ai biết được điều đó. Nhưng mà dù sao nữa, chúng ta thấy thì trong dân cũng rất nhiều người thích những cái con chó màu đen tuyền. Đó, thì mỗi con nó có một cái đặc điểm như thế. Thế còn theo cái quyển mà cẩu tướng Pháp của một ông chơi chó lâu năm, một ông già nói với tôi ấy, thì ông lại chọn là, như cái tập 1 tôi còn nói là ông ấy chọn là thứ nhất là chó độc tu, là chỉ chó chỉ có một cái râu ở dưới cằm thôi, dưới cằm của con chó.
là chỉ có một râu. Gọi là thứ nhất là chó độc tu, thứ nhì là chó u đầu, thứ ba là bạch khuyển hoàng đầu đai tuống mã, thứ tư là chọn chó một màu mà nuôi. Thì đấy là cái ông ấy nói ông có cái sách cẩu tướng pháp rất là dày, nhưng mà không biết ông để đâu, ông tìm không được, cho nên ông đọc cho tôi mấy câu như thế tôi cũng thấy hay. Thế còn một số người nữa thì lại nói là nhất vện nhì vàng, có nghĩa là nó khác nhau nhé, nhất vện nhì vàng tam khoang tứ đốm. Còn bên kia thì người ta lại quy là nhất là chó độc tu, nghĩa là đấy là hai cái quan điểm rất là khác nhau. Nhưng đấy là chúng ta nghe để chúng ta thấy được rất nhiều cái quan điểm về chọn chó khác nhau, chứ không phải là chỉ có một quan điểm. Những người chọn chó săn là khác, những người chọn chó để giữ nhà nó khác. Thế còn nếu mà người ta chọn chó nghiệp vụ, có một số người vào bình luận thì tôi nghĩ là những người này cũng chẳng hiểu gì về chó nghiệp vụ cả. Cũng vào bình luận là cũng nói rằng là chó là phải, tí nữa tôi sẽ đọc những cái bình luận đấy, nhưng đại khái là họ nói là dứt khoát rồi không được này nọ, thì cái đấy thì họ nói thì nó đúng. Có người bảo chép lưỡi cái là nó nghe, thì không phải như vậy. Không phải con chó nào nó cũng khôn như thế. Mà để huấn luyện một con chó nó rất là công phu. Những người mà ví dụ như người ta chọn chó để người ta đi tìm bom mìn ấy, thì người ta sẽ chọn, hoặc là tìm ma túy ấy. Người ta chọn chó để đi tìm ma túy, tìm bom mìn, tìm vũ khí, thì người ta sẽ chọn những cái con chó mà thích hít, thích đi tìm. Đó, nó cứ hay hít 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 thì người ta sẽ chọn những cái con chó đấy. Còn những người mà huấn luyện chó tấn công thì người ta sẽ chọn những con chó hung dữ mà có khả năng tấn công. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì tôi có tham gia huấn luyện chó một số con chó, thì tôi biết là những con chó nào có thể huấn luyện tấn công được. Ví dụ như bây giờ ông ba con này, thì con này là săn tốt, giữ nhà tốt, nhưng nó không thể huấn luyện chó tấn công được. Đó, nhưng riêng con này, con này nó huấn luyện tấn công rất tốt, mà nó rất hung dữ, mà nó không sợ cái gì hết, kể cả cái xe ô tô chạy vào nó thì nó cũng trừng mắt, nó nhìn để nó chọn hướng nó đứng, chứ không phải nó cụp đuôi nó chạy mất dép như một số con chó khác thấy ô tô là sợ. Nhưng con này nó từ từ nó né sang, nó đứng, nó nhìn, nó quan sát xem cái ô tô như thế nào. Đó, để nó tìm đường nó tấn công, hay nó tìm đường nó chạy tránh xe, chứ không phải nó cụp đuôi nó chạy như ma đuổi. Cho nên là hôm trước tôi có nói nó gầm gừ cho mọi người xem ấy, thì mọi người lại bảo là con chó điên hoặc con chó nó đang tức giận gì đấy. Không phải, đấy là chúng ta huấn luyện nó. Con đấy thì tôi nói tiếp về cái việc mà người ta chọn cái chó để làm chó nghiệp vụ, nó sẽ rất là khác. Những cái con chó hung dữ thì nó mới có khả năng tấn công để bảo vệ chủ được. Nhiều người bảo con này nó bị điên hay bị khùng hay là bị gì đấy. Không phải, bởi vì những người đấy không có kiến thức gì về chó bảo vệ cả. Chó bảo vệ nó khác, chó giữ nhà để nuôi chỉ để sủa thôi thì nó khác, còn chó bảo vệ tấn công thì nó lại khác. Tất nhiên là cái chó Phú Quốc của chúng ta thì nhiều người vẫn cho rằng nó không phải là chó bảo vệ tấn công. Tuy nhiên thì trong những cái tài liệu ngày xưa viết, chả biết là có đúng hay không, thì nó lại là chó tấn công. Ngày xưa thì nhiều người nói là tài liệu đấy là không đúng. Tuy nhiên là tài liệu, có những cái tài liệu thì nói là vua Gia Long đã từng sử dụng chó Phú Quốc làm quân khuyển, thì cũng chả biết thực sự đúng sai như nào. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy như con này ấy, thì nó bảo vệ chủ rất là tốt. Tôi đã quay một số video chó Phú Quốc tấn công bảo vệ chủ, chúng ta thấy trên mạng đó, là có ai đó giả vờ đánh tôi hay là cầm gậy lao vào tôi hay lao vào nó là nó nhảy lên nó cắn lại liền, tấn công lại ngay tức khắc, chứ nó không hề sợ như những con chó khác. Đó, thì nó phải có bản lĩnh nó mới làm được thế. Thế còn nếu con chó mà không có khả năng tấn công, không có bản lĩnh, chúng ta huấn luyện cũng không được. Nó là người ta phải tuyển chọn những con chó có khả năng đó. Sang con người chúng ta thế, mỗi người có một cái khả năng đặc biệt mà người ta sẽ xem ai có khả năng về cái đó thì người ta huấn luyện để người ta giỏi hơn về cái đó. Chứ không thể lấy một cái người mà không biết hát đi làm ca sĩ thì không thể huấn luyện người ta thành ca sĩ được. Mà một người mà không biết chơi đàn mà lại bắt người ta chơi đàn mà không, người ta không thích thì người ta cũng không thể làm được. Đấy, như chúng tôi dạy võ thì chúng tôi sẽ chọn ra những người gọi là chuyên có năng khiếu biểu diễn, thì người ta sẽ cho đi tập chuyên về quyền, trong thuật ngữ karate gọi là kata. Còn những người chuyên thi đấu thì người ta sẽ huấn luyện cho tập kumite,
đối kháng. Thì người ta mình sẽ phải biết rằng con đối với những cái chú chó thì nước ngoài người ta rất là trọng dụng, người ta xem nó như con người. Chúng ta thấy là nước ngoài, các nước châu Âu người ta xếp con chó khi mà thứ tự ưu tiên ấy, nó còn đứng trên cả đàn ông. Mà không phải là nó hơn con người mà là bởi vì nó được ưu tiên hơn. Nó vừa giúp đỡ con người nhưng nó cũng là những cái người, những cái con vật bị yếu thế. Dù sao nhưng nữa thì con người nó vẫn nguy hiểm hơn. Đó. Nên là con chó thì nó có giỏi đến mấy chăng nữa thì nó vẫn không thể bằng con người. Con người người ta cái thông minh của con người sẽ hơn. Tuy nhiên là cái sự giúp đỡ của con chó thì kinh khủng. Chúng ta thấy nó hàng năm nó cứu được hàng trăm ngàn người ở những cái vụ mà khủng bố bom mìn chó nó tìm ra. Đấy. Rồi tìm người trong các cái vụ động đất sóng thần, sập nhà sập cửa. Nói chung chó nó cứu người rất là nhiều. Đây thì tôi sẽ nói sang cái con cọp này về cái việc nó gầm gừ chẳng hạn. Đấy, thì cái gầm gừ là mình huấn luyện chứ không phải tự nhiên nó gầm gừ. Bây giờ ví dụ như bây giờ tôi bảo nó gầm gừ nhá. Có bao gầm gừ nào? Gầm gừ, gầm gừ, gầm gừ. Gầm gừ, gầm gừ. Gầm gừ, gầm gừ. Gầm gừ. Đó, mình nói như vậy á. Đó, thì nó mới gầm gừ. Nhưng nó gầm gừ nhưng mà nó vẫn biết là nó đang vui đùa với chủ nó cho nên nó ngoắt đuôi. Đó. Bây giờ có bao sủa nào? Sủa, sủa. Cọp giỏi, cọp giỏi, cọp giỏi, cọp giỏi. À, bạn cọp giỏi nhờ. Bạn cọp giỏi nhờ. Nó phải hiểu được là ông chủ đang đùa với nó. Chứ nó không phải là có người không hiểu bảo con này nó điên hoặc nó hỗn. Không phải, mà đó là chỗ là nó biết được là đây đang là lúc vui đùa. Đấy không? Nó hiểu được những cái điều đó. Đó. Bây giờ anh cọp ơi, cọp lên trên bàn thôi. Cọp lên trên bàn, cọp lên trên bàn. Lên trên bàn, nhảy lên trên này. Lên trên này, lên trên này. Lên trên bàn nó nhảy lên. Đó. Lên đây không, không. Từ từ, từ từ, từ từ. Từ từ không anh nhảy chúng tôi. Cái này lên bàn này này, cọp ơi, lên đây, lên đây. Lên đây, lên đây, đây này, cọp cọp lên đây. Đây. Ơi, giỏi quá, giỏi quá. Bạn cọp giỏi quá. Mình cọp giỏi quá. Nghĩa là nó phải hiểu được. Ô tránh không giật, nó giật xích con ngã đấy, tránh ra. Rồi. Cọp giỏi. À, thì những cái đó là phải là những cái con chó nó vừa phải dũng mãnh nhưng nó phải thông minh thì nó mới hiểu được, nó phải có cái chỉ số IQ thông minh thì nó mới hiểu được những cái điều ông ta nói. Ta biết là có nhiều con chó nó khôn kinh khủng, ví dụ như là người đến mà xách đồ nhà nó ra là nó cắn quần nó kéo lại nó không cho đi. Đấy, những con chó đó rất là khôn. Có nhiều nó chó nó cứu người và có nhiều cái việc mà thậm chí cái vụ mà sập tòa nhà tháp đôi ở Mỹ, chúng ta thấy con chó của ông người mù, ông ấy đuổi nó xuống rồi nhưng mà sau nó thấy nguy cơ nó lên, nó kéo ông ấy xuống. Đến khi ông ấy ra khỏi cái tòa nhà đó thì tòa nhà tháp đôi cũng sụp đổ. Thế còn nói chung là nói về chủ đề chó nghiệp vụ tôi nghĩ nó cũng dài không dễ. Nó phải mất hàng rất nhiều ngày, nhiều buổi, bởi vì huấn luyện nó được một con chó vất vả. Từ huấn luyện nó cách đứng, ngồi, rồi ăn, không được ăn đồ của người khác mà chỉ ăn đồ của chủ. Rồi chờ nghe lệnh của mình, rồi huấn luyện tấn công, rồi huấn luyện sủa, rồi nằm, rồi ngồi, rồi bò, vân vân. Nó quá nhiều thứ phải huấn luyện. Huấn luyện cơ bản nó mất 3 tháng, rồi còn huấn luyện nâng cao, rồi bao nhiêu thứ. Nó rất là dài dòng. Nhưng mà cho nên là đây cái chọn chó nó là một chủ đề rất là dài, không phải nói một hai buổi mà hết được. Chứ chưa kể người ta rất nhiều cái tuyển chọn kỳ lạ ấy. Người ta bảo là bỏ giấy xung quanh cái chuồng chó con, giấy tất nhiên là ít thôi, không phải nhiều, không đốt cháy, chó mẹ nó chạy vào nó cặp con chó con nào ra thì con đấy là con khôn nhất đàn. Người ta nói thế, chả biết đúng hay sai, mình chả bao giờ dám thử thế vì cũng sợ cái khói nó ảnh hưởng chó con nên mình không dám làm thế. Nhưng đấy cũng là một cái mà người ta nói lại với nhau. Ở hôm trước có một cái người, có một người bình luận rất là hay, Khôi Nguyên Từ: dù ai buôn bán trăm bề không bằng nuôi chó huyền đề bốn chân. Đấy, nói những câu thơ rất là hay mà không phải là
mình nghiên cứu nhiều năm mà mình biết được, khi mà mình đưa lên mạng này mỗi người người ta góp một tí vào thì cái video của mình nó rất là phong phú và rất là hấp dẫn. Cho dù tôi đã nghiên cứu về chó rất là nhiều năm, nuôi thử nhiều giống chó rồi và mình rất là yêu mến chúng nó, nhưng mà không phải là cái gì mình biết, bể học là vô bờ, nên là cái việc mình đăng lên rất là tốt khi mà để tham khảo thêm ý kiến của mọi người. Có một bạn bình luận bảo là người hiền thì nuôi chó nó biết trong nhà, người gian xảo thì gian thì con vật nó cũng dữ tợn. Này tôi nghĩ là cái câu nói này nó không chính xác. Con chó đấy, như lúc nãy tôi đã nói, con chó hung hay không hung là nó phụ thuộc của từng con, mình tuyển chọn mãi mới được chứ không phải cái chuyện đơn giản. Không phải đơn giản mà chúng ta có được cái con chó nó khôn, nó rất là khó. Thế chúng ta thấy như ngay như con cọp này, ngày xưa chủ cũ của nó có ai biết đến nó đâu, không ai biết đến nó cả. Mà chủ cũ của nó là cứ thấy nó hung là đánh nó đến nỗi mà bây giờ nó ghét, nó thấy ai mặc đồ, ông ấy là quân đội mà, nó thấy ai mặc đồ giống như thế là nó hậm hực, nó chạy vòng quanh, nó đòi cắn, nó thù luôn á. Nên là cái điều đó là không tốt. Nó cũng qua nhiều chủ trước khi đến tay tôi, nó mới trở nên nổi tiếng, trở nên hay như vậy. Nhưng trước đó thì nó cũng là một con chó bình thường, không ai biết được những cái tài năng của nó cả. Có một người tên là anh Điệp nói là nói phải có dẫn chứng, nói không thôi, nói phét không tin. Tôi không biết là cậu ấy nói cái gì mà nói phét, bởi vì như con cọp này ấy, thì nó không phải là con chó xuất sắc nhất của Việt Nam hay là của thế giới gì cả, nhưng mà chắc chắn là tìm được một con khôn như nó rất là khó. Và những cái video của nó thì tôi đều quay ở trên YouTube rồi, chúng ta nhìn thấy chứ chúng ta không cần phải giấu giếm cái gì cả. Đó. Mà những ai đã theo dõi từ trước đến giờ thì đều biết rồi, còn những ai không theo dõi thì người ta không biết thôi, còn những ai theo dõi thì người ta biết rồi. Mình chả thích gì cái chuyện mà nó quá hung dữ, nhưng đấy là tính cách của nó. Nó đi ra ngoài gặp con chó gấp 3 lần nó cứ lao vào nó cắn, đây là nó cắn đến nỗi mà mặt nó bây giờ còn sẹo này. Tôi quay cái sẹo cho chúng ta xem. Đây là cái mồm nó còn sẹo này. Đó, thấy không, mồm sát sẹo từ bên nọ bên kia. Thứ hai nữa là chúng ta xem cái video trước đây tôi quay nó cắn nhau với con Rottweiler 60 kg. Tất nhiên là mỗi con nó có một cái thế mạnh riêng. Rottweiler thì nó to, nó khỏe, nhưng mà thể lực thì chó này nó bền hơn, bởi vì do nó cái khí hậu Việt Nam nó thích hợp hơn, cho nên là nó không mệt. Rottweiler nó chạy tí nó thở nó mệt. Nhưng mà mình mục đích của mình không phải là nói con nào khỏe hơn hay con nào hung dữ hơn, mà mình chỉ nói là đấy cái tính cách của những con chó mà các cụ nói là mặt bánh chưng lưng bánh đòn, như thế là những con chó nó hung dữ. Thì mình nói như vậy chứ không phải là mình quảng cáo con chó hung dữ. Các bạn phải hiểu được mục đích của video này là nói về cẩu tướng Pháp, chứ không phải là ca ngợi con chó cụ thể nào cả. Thôi chắc cái video này là tạm thời chúng ta sẽ không biết được có cái tạm thời chúng ta sẽ ngừng ở đây, để nếu mà quý vị các bạn có ai bình luận gì thêm ấy thì chúng ta tiếp tục comment bình luận để chúng tôi sẽ hoàn thiện hơn để những cái video tiếp theo. Thì ai có thêm các cái kiến thức gì thì chúng ta cho ý kiến thêm để chúng ta tiếp tục làm những cái video để mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Cảm ơn quý vị các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi miễn phí nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như là để ủng hộ nhóm chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Trước khi chào tạm biệt, để anh cọp anh gầm gừ để quay cái video, quay cái đoạn gầm gừ cái cho thú vị nào. Rồi anh cọp ơi, cọp nhé đăng này nào. Nhé đăng này. Nhé đăng này. Nhé đăng, nhé đăng, nhé đăng. Xuống. Xuống. Rồi, được rồi. Được rồi, giỏi nhá. Đây kia quay được cái đoạn mồm của anh rồi nhá. Tôi quay cái mồm của anh, cái hàm răng của anh gớm lắm rồi nhá, anh cọp nhá. Cái lúc nào ta cần nghiêm khắc, lúc nào ta cần yêu chiều, ta nói giọng yêu chiều. Nhiều người bảo chó không được nhờn, không phải đây không phải là nhờn, mà đây là lúc vui vui. Như con cái mình thấy cái lúc nào cũng cần nghiêm, ta nghiêm. Lúc nào chúng ta vui đùa, chúng ta vui đùa, chứ không phải mặt lúc nào cũng sát khí. Nhà anh cọp nhá, anh cọp đi bắt chuột không? Đi bắt chuột nhá, cọp đi. Đi. Cho anh ra anh nhảy lao tí, anh này anh khoái
bắt chuột không? Có bơi, có bơi, sang bên này bắt chuột này, cọp, này bên này, cọp đây, cọp. Rồi, rồi, cảm ơn quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.